Và bây giờ Thần Ăn Châu Tinh Trì sẽ khai mỏ chấm thi các món ăn dự thi của các thí sinh. Đầu tiên là món cơm chiên cá mặn của thí sinh Căng Cá Mợm. Ngon đó, ông ta có thể lấy gạo bỏ vào trong con tôm, sau đó anh sẽ nhuyễn con tôm này thành nước cốt, lấy nước cốt này trộn với cơm trắng, bỏ vào chảo chiên, lắc đều là thật đều với mực lửa ổn định và cháy bùng binh, rồi cuối cùng cho ra một chén cơm cực kỳ thơm ngon bổ dưỡng. Nhưng mà tôi nói thiệt nghe, nhìn nó trắng ngắt à, không có rau ngò gì hết trơn nha. Chúc mừng anh rớt rồi. Hả? Nhìn chén cơm này của anh, tôi nghĩ chắc phải uống kèm một lít nước nữa mới chịu, chứ nó khô dữ lắm. Bây giờ là đang hè, anh để người ta ăn khô như vậy người ta kiện anh đó. Anh được cái trứng vịt mang về đi. Hả? Tiếp theo là món cá hồ rảnh mỡ của thí sinh Thích Ở Giờ. Xin mời Thần Ăn Châu Tinh Trì thực tẩm. Qua wow, con cá hồ này mỏ nó nhọn dữ ha. Đầu tiên là phải có con dao thật bén, xẻ dọc hai bên vùng bụng của nó, sau đó cắt lát mỏng ở hai bên sườn, rồi lấy chỉ khâu lại những chỗ vừa cắt, bỏ vào trái bầu, chiên chung với 8 lít dầu, tưới dầu đều lên con cá. Thành quả là chúng ta sẽ được món cá hồ rảnh mỡ. Nhưng ăn con cá này vô rồi không biết có trị hết bệnh làm biếng hay không. Nhắm trị hết bệnh tôi mới ăn nha, không thôi tôi cho anh rớt luôn á. Mang cái trứng vịt đi về đi. Tôi đã nói với ông rồi, đã đừng có rảnh mỡ quá. Con cá đã yên như vậy bị đặt cắt ra rồi lấy chim chỉ khâu lại làm cái gì không biết. Kế tiếp là bài dự thi món chay của thí sinh Thích Ăn Mặn. Ấy thì coi nhìn cũng đẹp quá ha. Món này có tên gọi là gì vậy? Món này có tên gọi là Phật Nằm Ngủ. Chà, tài hoa điêu khắc cũng khéo dữ. Ông khắc hình này chắc cũng mất một ngày hả? Dạ một ngày. Ông khắc xong chắc người ta đói chết rồi. Làm đầu bếp mà tốn thời gian như vậy sao được? Dạ tôi muốn nó đẹp, đẹp thì thưởng thức nó mới ngon, mới cảm nhận được món ăn một cách thực thụ được. Tôi đang nói bụng mà kêu ông nấu, chắc tôi nhảy lầu tự giận luôn quá. Thôi mang cái trứng vịt về đi ha. Cảm giác thế nào khi ông nhận được cái trứng vịt hả? À. Tiếp theo là món vịt quay Bắc Kinh của thí sinh mang tên Trùm Nuôi Gà. Xin mời thực thần Châu Tinh Trì thực tẩm. Nguội rồi, về kho hộp vịt ăn đi, bị loại. Khoan, tôi biết thế nào ông cũng nói là bị nguội, nhưng ông hãy xem lớp bên trong của nó đi. Thực chất món dự thi của tôi là cút núp vịt còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Tôi biết thế nào, ngày cũng chơi tôi mà. Có ngon thì ăn thử đi để biết nó ngon như thế nào. Không ngon không lấy tiền, nếu ngon đưa tiền cũng không thèm lấy. Chơi tôi hả? Tôi biết ông khó cỡ nào mà tôi hiểu quá. Quả dữ, không ngờ món ăn này cũng quả hổ tàng long dữ ha. Được rồi, dẫn hốt cái trứng vịt về đi. Ờ, sao vậy? Ủa, sao kỳ vậy? Sao hốt trứng vịt vậy hả? Quậy, sao kỳ vậy? Ờ, sao kỳ vậy? Bản thân ta không biết ăn cút thì kệ ông. Bộ cả thế gian này có mình ông ăn, chắc ông không ăn thì người khác ăn. Thực thần cái cục cức. Đáng lẽ tôi để cho ông thắng rồi lại lấy cục cức ra nói. Ủa, tôi có nói hả? Có. Nè, mấy anh nhớ rút kinh nghiệm nghe. Tôi cho anh một cơ hội, anh làm cách gì tôi không biết, mang hết số cút này về. Làm sao để cút nó sống lại tôi sẽ để anh thắng. Làm sao nó sống lại được? Vậy chịu thua đi. Thì chỉ cần anh ăn hết số cút đó, sau khi cút chuyển hóa thành phân rồi, kế tiếp là anh sẽ lấy phân của anh quăng xuống hồ cá để cho cá nó ăn. Anh lấy cá làm đồ ăn cho cút là cút nó sẽ sống và lớn lên thôi. Kính thưa quý vị, khi đi thi ngoài việc phô trương kỹ năng của mình ra, còn phải nắm rõ được tiêu chí và sở thích của ban giám khảo. Thực chất ngay từ đầu, ban giám khảo thực thần Châu Tinh Trì, ông ta chỉ thích ăn hủ tiếu Nam Giang của tài anh mà thôi. Vậy mà từ sớm tới bây giờ không có một thí sinh nào nấu món đó. Bởi lẽ ông ấy chỉ muốn so sánh hủ tiếu Nam Giang ở các quán khác với hủ tiếu Nam Giang tài anh mà thôi. Nhưng thật buồn thay, món quê hương không làm lại làm toàn là món gì đâu không. Hủ tiếu Nam Giang tài anh. Dạ. Đợi mày giới thiệu xong chắc tao leo lên lầu nhảy lại quá. Hủ tiếu Nam Giang tại anh mới mở thêm cơ sở thứ ba ở Củ Chi nè. Mày có biết là tao thích hủ tiếu Nam Giang tại anh lắm không? Ủa, mới mở ở Củ Chi nữa hả anh? Ngày 12 tháng 7 này khai trương ở Củ Chi nè. Mà mày biết không, ngoài chi nhánh ở quận 7, quận 10 ra thì nhân dịp khai trương ở Củ Chi lần này, tô nhỏ chỉ 34.000, tô lớn chỉ có 40.000, tô đặc biệt chỉ có 54.000 thôi mày biết không, mà được tặng coca nước suối nữa. Vậy tới đó dứt liền đi anh, nhân dịp khai trương ăn một tô người ta tặng một lon coca, một chai nước suối kìa. Từ ngày 12 tới ngày 16 tháng 7 mà thôi. Mày ở đây đứng đây mày nói cái gì vậy hả? Mày biết tôi đói bụng thèm hủ tiếu lắm rồi hay không hả? Tới Củ Chi ăn hủ tiếu liền đi. Biết rồi, anh đói vô tính anh xấu quá trời luôn à. Thằng nào mà không xấu? Ừ, vậy đi. Mày nghĩ coi đói bụng thằng nào mà không xấu hả? Ủa mà còn mở cửa không anh? Mở từ 5 giờ sáng tới 9 giờ tối lận, bây giờ mới 4 giờ sáng, mày chờ chút đi. Cần sớm không em ship luôn cho anh chị.